Mình đã về tới nhà. Đây là cái đống đồ đã tậu được trong ngày hôm nay. Nè em ra em cầm cái áo 1.000 đô lên như giới thiệu cho mọi người biết. Trời con gái tốt ghê luôn. Lựa cho cái áo này dễ thương quá. Với lại mua tặng cho một bộ dầu thơm rất thơm của Nhật Bổn. Estee Lauder. Em hãy cầm cái áo 1.000 đô lên coi. Trời áo này thấy vậy chứ đẹp lắm đó nha. Dành cho lady size 4, mặc size 4. Trời ơi có cái áo size 4 đúng luôn. Nhiều khi đi ra ngoài khó mua lắm. Tại vì Mỹ mà Mỹ trẻ trẻ tụi nó chỉ mặc những cái áo cỡ này thôi, size này thôi. Em đừng có banh ra quá em. Đẹp quá đi. Trời ơi, nè dễ thương quá chừng luôn, áo 1.000 đô. Cảm ơn cái cưng nha. Cái này là nó xem ở đâu đó không biết nữa, nó nói trời ơi cái áo đẹp quá mà nó mới coi sáng hôm nay. Xong rồi không không ngờ là đi vô chỗ Nordstrom, đi vô chỗ cái gì đó sao so á, sao station á, hay sao so chứ hả, phải không, sao so mo, sao so mo, đi vô đó lựa cái áo đây. Nó nói trời ơi, mẹ mẹ đây cái áo giới thiệu, xong cái nó đưa cho nguyên cuốn phim giới thiệu, mua quá trời luôn. Còn đây là cái miếng vải vải beo gấm, mua mình sẽ mua về mình sẽ may áo áo khoác hai da để cho mình mặc cho nó khác biệt với người ta một chút. Tại đa số ở bên này toàn là mặc áo màu, mấy cái áo toàn là cái màu gì đâu không, màu đen, màu nâu, màu xám, nhất là màu đen quá chừng đen luôn. Thôi cho nên là mua cái này nè để may áo khoác cho nó khác người một chút, áo khoác hai da cho khác với người ta. Rồi ở đây cái áo đỏ nữa nè, trời sướng ghê không đó, đẹp là được, có đẹp là được. Cái áo này hàng New Look luôn của New Look chứ không phải New York, đang 50% off. Good quá trời luôn. Thôi nhiều cái đẹp quá. Rồi má Hằng qua đây chơi nè. Trời ơi mới mua mấy cái áo ngủ đẹp quá, dễ thương quá nè. Đó. Má Hằng qua đây chơi là khỏi cần đem đồ đạc gì, mặc đồ của má Tiên là được rồi. Xong má Hằng thích thú dẫn má Hằng đi mua sắm. Má Tiên mới mua một mớ áo ngủ đây, má Hằng cứ qua chơi thoải mái. Nhiều lắm. Áo này mua một lần mấy cái luôn để tặng mấy chị em thân thiết tới đây chơi. Có đồ mặc đầy đủ. À, cái áo kim tuyến nè, nhóc nó mua lựa cho luôn nè. Nó nói trời ơi mẹ ơi áo này đẹp quá. Đó, áo đầm. Nó đi nó lựa cho mình không luôn. Bây giờ mình đi mình không có lựa mà nó lựa cho mình, xong mình bây giờ mình lựa lại cho nó chóng mặt chơi. Đó. Nhiều quá. Mình lựa cho nó được cái quần này. Tại dạo này nó giống con xì mập quá. Giống con xì mập quá. Cho mặc cái quần này nhìn nhìn dễ thương, caro caro giống như cái quần mà của đầu bếp của mình, giống giống vậy thôi mà cái caro nó nhỏ hơn. Nhìn giống cái xếp cúc. Ở quần này nó thun nó đẹp lắm á. Nó thun nó đỡ lắm. Nó bao mập luôn. Thành ra cũng good. À, thì dĩ nhiên ở quần thun nó giãn là bao mập, nhưng mà mình thì bây giờ mình chỉ thích cái loại quần mình đang mặc thôi. Quần này nè, trời ơi quần này nó hà da lên nè, có lông nè, ấm từ bên trong. Bây giờ hả, mai mốt mình chỉ mùa đông mình chỉ mua một số quần này thôi, màu xám, tại nó có màu xám với màu đen thôi. Thành ra mình sẽ mua ba cái màu xám, ba cái màu đen, 6 cái hoặc 8 cái, 5 cái hoặc 8 cái cho nó đẹp. Đừng lấy số 6. Số 5 là file, số 8 là phát, số 9 nữa đó. Cứ như vậy 5, 8, 9. Xong mình mua một số áo mà nó áo len đó mà một loại một thôi. Mua luôn nguyên hàng loạt của nó thôi, 8, 9 cái gì nó có bao nhiêu màu. Mình chỉ vớt đúng những cái màu mình thích. Còn ba cái màu hường hường hay cái màu mà ghê quá, màu vàng khè ghê quá là mình sẽ không lấy. Mùa một mùa đông mình chỉ mặc
8 cái quần với lại 8 cái áo đó thôi. Đổi tới đổi lui giặt rồi hết. Sang mùa đông năm sau mình cũng mua những cái quần mới giống vậy. Xong nhưng mà mình mua áo loại khác, cũng những cái áo len vậy luôn, nhưng mà cái kiểu nó khác. Mặc càng đơn giản càng đẹp. Thấy không, tụi Mỹ bên này mặc đơn giản mà đẹp quá trời. Không có cần mấy màu mè qua lá hẹ cầu kỳ rồi ren rúa rồi rủ rượi từ lưa hộp dưa. Vậy hả? Sáu là xích đó. Xích không hiểu lắm. Gì đó, trời ơi ghê vậy trời. Đâu em mua, mới mua hai cục cột tóc ghê vậy. Giá mang vậy. Đâu ra vậy. Trời ơi, đi mua bá đồ cột tóc thì ghê vậy. Mẹ, nguyên hộp bao nhiêu mà biết không? Không, 3 đồng. Trời ơi, mua là cái này là cái này. Đồ cái cột này tóc ở nhà có quá trời, giống này, tiền chổng. Này giống tiền à. Ghê quá. Này có đồ giấu tiền chổng. Ừ, cột tóc mà giấu tiền, nó đi cái nó kéo cột tóc ra một cái là xong phim. Đâu biết đâu. Trời ơi, cái hộp cột tóc này 3 đồng à. 3 cái đồ xấu quá. Mình cũng có thể mình may mình bán được vậy trời, ghê quá. Trời, cái hộp này được quá em, làm bánh bỏ vô nè. Làm mấy cái bánh bỏ vô đây nè, nhìn nó dễ thương quá. Hả? Vậy em lôi ra hết đi, mẹ làm mấy cái bánh dẻo giống bánh trung thu á. Mẹ bỏ vô hôm nay, dễ thương quá nè. Cưng quá ha. Ờ, ấy đi để mẹ làm, mẹ bỏ cho cô Kim. Trời, nãy giờ em không có nhắc mẹ ghé chỗ kia để mẹ mua đồ. Mẹ làm xương sa hột lựu. Đó, nhưng mà mình thích nhất là cái này đây nè. Tẩy chay dầu thơm này của mình, hồi đó ở Việt Nam mình xài chưa có hết, nhưng mà mình cho rồi, không có đem đi. Có mẹ già thì đem theo mấy chai mẹ già thích thôi. Chai chai này bự quá nè. Bao nhiêu ml nè. Chai này bự nhất trong đám đó. Đây nó không có in hả ta? Wow, chữ nhỏ như vậy. Để mờ quá nè. Made in USA. 34. Ok, 34 flow Z. Ok. Trời, cái mùi này, cái giá, cái mùi này dễ thương lắm. Cái mùi nó dạng như hoa lài nhưng mà nó không có ngọt, nhưng mà nó rất là thanh thoát luôn. Ở bên Nhật á, người ta rất là thích xài cái mùi này. Còn mình thì mình thích một cái mùi của thằng CK kia kìa. Nhưng mà mùi của nam á, mùi đó nam nữ đều xài được, good lắm. Với lại mùi của D&G, DG mà number 3 á, thơm dễ thương lắm. Còn một loại nữa mà tự nhiên quên mất cái tên rồi, quên mất rồi. Mà tức lắm cái loại đó, trời ơi, xịt vô nghe là thích liền luôn. Nam nữ đều xài được. Tự nhiên quên cái tên đó rồi, bữa nào phải nhớ lại mới được. Bữa nào bất giác nhớ lại, phải ghi lại cũng thôi, nó quên. Mà kiếm cái đó khó quá, không có thấy, không mua được. Nhưng mà ở phi trường Nhật thì nó có. Đồ sạc pin mẹ để đâu vậy? Như trong giỏ của mẹ. Yeah, cái mùi này hoa lài dễ thương lắm luôn. Hiện mình đang còn cái chai CK kia, tuyệt vời luôn. Nhưng mà mấy cái chai đó mua ở Việt Nam mắc tiền lắm. Mua ở Việt Nam thì bạn Hiền biết rồi đó, nó giá nó cao hơn bên này. Còn bên này giá rẻ bèo, có nguyên trọn bộ luôn, sướng quá trời không. Bởi vậy nhiều khi cũng nói tốt phước lắm mới được qua ở bên này chứ. Cục điện Việt Nam mà có chân cũng chạy qua này. Chứ ở đó cục điện bên Mỹ mà muốn về Việt Nam á, còn mơ đi. Còn lâu khiêng nó về cũng khiêng không nổi đâu. Hình như cái hàng này, cái này giống như để tặng cho mình đi chơi mình đem theo được nè. Nó ít nè. Không, chai bự đeo không được chứ chai này chắc đem theo đi chơi, đem theo được để xịt riêng á mà. Chắc vậy. Wow. Đúng rồi đó. Dễ thương quá. Mà thường mình cũng không ham hố gì nhiều mấy cái dầu thơm này. Ở bên này trời lạnh á, mình nên sức lotion thôi. Còn mấy dầu thơm này xịt cho nó phân vậy thôi. Mua nhiều quá cũng không sức nữa. Sức nhiều quá nó cũng không good. Mình thích cái thơm tự nhiên. Mình không có thích cái gì mà đi đâu cũng xịt dầu thơm sặc sụa, nó mệt. Nội người ta hửi thôi, người ta cũng chóng mặt nữa. Người ta thấy mình tới đâu người ta né tới đó. Tại cái mùi nhiều khi người ta không thích. Không, không nên mua dầu thơm, mùi ừ.
thơm tự nhiên. Lại mấy cái lotion là good nhất. Dễ thương quá. Thôi giờ tạm ngưng nghỉ để dọn dẹp cái đống này. Xong phải suy nghĩ mai cái áo hai da nó ra làm sao cho nó, để khỏi cái canh đo cái giải nữa. Tại cái khúc đó nó còn có một khúc nhiêu đó thôi. Cái lông thú, cái dạng điệp vụ báo hồng này. Cái điệp vụ báo hồng này nó chỉ còn khúc vậy thôi. Này cũng ba da đó. Ba da thì nó hơi bị nhỏ. Nếu mà mai mai áo mà hai da mình phải phải có một cái gì đó mình lót bên trong cho nó ấm á. Tại mình mặc đúng một cái một thôi, mình phải làm cho nó dày mà nó ấm, không đỡ mặc hai ba lớp từ lư hộp dưa. Thành ra mặc đúng một cái một thôi, vừa đẹp vừa nổi vừa khác người một chút. Hấp dẫn quá à. Trời, thích cái này ghê. Nhưng mà bị cái nó màu hường thôi. Mình rất là thích màu vàng nha. Mình thích màu vàng lắm. Tại vì tuổi của tụi mình nó hợp với màu vàng. Màu vàng cũng hợp, màu đỏ cũng hợp. Tại vì tuổi tụi mình làm, nếu mà mặc cái gì màu đỏ nó có tiền tới lấy tiền được cọc. Thiệt vậy luôn. Mẹ cũng thích màu vàng lắm. Con chú nào mua đồ có màu vàng nó mua giùm mẹ con. Trời ơi, thôi màu vàng khè là thôi, đừng có mơ. Với lại mình á, thích màu mấy màu giống như vàng chanh. Nhưng mà vàng nó nhạt nhạt thôi. Thôi đừng mua, nó cũng khó khăn lắm. Tại vì nhiều khi cái mắt thẩm mỹ khác nhau. Đó, thích quá à. Bây giờ kiếm cái đồ lót bên trong mình. Nhưng nhà mình cũng có một cái vải, vải nỉ. Vải nỉ đốm đốm màu hồng á, mình đem vô mình lót. Còn không mình lót luôn hai da luôn, lộn qua lộn lại. Kiếm da khác lót vào trong, màu hồng khác. Màu hồng trơn, mình kiếm màu hồng trơn lót bên trong. Xong mình lộn qua lộn lại cái mình mặc được hai cái. Vừa đẹp mà vừa trắng gió nữa. Thích luôn. Mai túi sâu sâu bự bự một chút, tha hồ nhét đồ bỏ tay vô nữa. Dễ thương quá, trời thích cái này quá, thích quá chừng luôn. Mình phải làm liền để mình mặc. Chứ thôi mặc điện thùi ra ngoài cũng chán. Ok thôi, thank you mọi người đã watching nè. Bây giờ phải dọn dẹp cái đống sau bừng lộn xộn. Nhiều quá, nhiều đồ quá, đang đóng thùng nữa nè. Đó. Thôi bây giờ bây giờ dọn dẹp cái đống này xong là lo xử lý cái áo dài đỏ cho bà nội để chuẩn bị qua Texas ăn sinh nhật bà nội, mua đồ cho bà nội mớ nữa nè. Đó, tại bà nội ngộ lắm, dẫn mà đi mua đồ không chịu mua, mua sẵn thôi. Rồi mai cho bà nội cái áo dài đỏ để bà nội mặc vô này, nhìn giống cháu ruột của vua Khải Định. Phải mai luôn cái khứa cá kho cho bà nội đội, rồi gắn luôn vàng bạc châu báu chiểu chiểu cho đẹp. Ok, thank you mọi người watching, thank you bạn Hiền watching. Bye bye nha, see you. Sau đây là chương trình tham ngựa của mình. Tham ngựa của mình đã được con gái của mình mua cho cái này đây. Etinoder thơm, cái mùi hoa lài mà nó không có ngọt rất là dễ thương luôn. Rồi mình mua thêm mấy áo dài mình nữa nè. Mình bây giờ mình rất là thích mang cái này, đơn giản sọt chân như là xong, không có cần phải mang vớ nữa. Đây chiếc áo $1,000 của con gái mua. Ướm thôi, nhìn thôi là thấy khoái rồi, nhìn thôi là thích rồi. Đúng không? Cái màu này là cái màu hồng cam rất là ngọt, dễ thương nè. Đó, trời ơi, sao hôm nay mà nguyên bộ này nó đi chung với nhau vậy nè. Chưa kể mình có thêm cái áo khoác màu đỏ. Cái áo khoác da màu đỏ. Để mang với cái quần màu đỏ. Rất là đẹp luôn thấy chưa? Tại mình mặc cái áo đen này nó rất là dày đó. Cái áo đen này dày lắm. Bởi vậy cho nên mình mặc chỉ một lớp thôi. Xong rồi, mình còn có những cái sẽ bỏ qua đây. Có những cái áo trắng này nè. Tại mình thích cho nên mình sẽ mua nhiều cái. Cái áo trắng này, áo trắng này mình có hai cái, một là mình tặng, hai mình để dành mình mặc.
mặc với lại cái quần đỏ, nói chung là trắng với đỏ rất là hợp với nhau nha. Cái gì đó Vinh khoe Ray-Ban hả? Trời ơi điệu ghê. Trời ơi, đây là nó mua cho nó xài chung. Nhưng mà xin bói nhưng mà thật ra mà nói mấy cái mắt kính này thì mình không có thích lắm đâu, tại vì nó có cái này nó giống như nó old design rồi á. Cái này mà khi mà mình bị rớt mất một cái là coi như là bỏ luôn, không có đeo được nữa. Cái của em mới đẹp nè. Còn cái này, cái Ray-Ban này là của con nhóc nó tự đặt, nhưng mà y vậy cái miếng miễn chai này mình coi vô không được luôn. Cái miếng miễn chai quá đồng hồ đẹp không? Đẹp không? Hàng chi đẹp không? Hàng chi đưa tiền thấy đâu mất tiêu. Đưa tiền gì? Tiền thôi, em cứ khổ dành dụm. Bình thường thôi. Đồng hồ là bình thường thôi chứ đâu có ghê gớm gì đâu. Cực khổ dành dụm hả? Nhiều cái này rẻ mà. Trời ơi, Made in China. Ý dạ. Trời ơi, chán ghê. Bởi vậy nhiều khi mà nói hàng của Mỹ đem qua ra Made in China, nhưng mà mình ghét lắm, mình nghe Made in China là mình không thích. Đây là cái áo này rất là dễ thương, mình mua cho cô em gái sắp sửa birthday trong cái tháng 3 này. Cái áo đồng này chiếu nè, đẹp cũng dễ thương quá à. Mình sẽ tặng cho cô em gái trong tháng 3. Đây là những cái áo đầm mua cho mấy đứa cháu ở bên Việt Nam mà dễ thương quá à. Xinh xinh với những con bướm nè, cưng ghê luôn. Những cái đồng hồ này nó đọc chứ mẹ. Còn đây là cái áo đầm của con gái của mình mua cho mình luôn. Chiếc áo chiếu dây sống sánh để cho mẹ nó mặc vô tưởng tuổi nhiêu 16 hay 25 hay 35 gì đó. Đồng hồ này có vẻ cái gương mặt của mình ở bên Mỹ này chỉ có nhiêu đó tuổi thôi. Đây là ba cái áo ngủ nè, ba cái áo ngủ một kiểu một nhưng mà nó có khác màu thôi, thì nó rất là dễ thương đó. Mình thích thì một lần mình mua một lượt luôn. Cái màu này nó dễ thương nè ha. Ở đây là hai cái màu trắng nè. Hai cái màu trắng này nó ráp, nó xéo, những cái đường xéo nối nó rất là cực công đó. Cho nên là mặc mấy cái đồ ngủ may xéo xéo như vậy mặc nó rất là thoải mái và dễ ngủ nữa. Còn đây là chiếc áo đầm thần thánh dễ thương quá đi à. Đẹp không nè, cái phần hoa văn ở dưới rất là dễ thương luôn. Rất là đơn giản, mát mẻ, dành cho mùa hè mình mặc đó. Cưng quá à. Đây một chiếc áo rất là đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Mình thích ăn trắng mặc trơn lắm cho nên mình không có thích cái đồ màu mèo qua lá hẹ nhiều đâu. Cái này là cái vải xếp ly nè, dễ thương chưa em nữa. Con gái đã lựa cho mình, nó cũng biết được cái gu thẩm mỹ của mình phần nào rồi đó. Còn đây là những cái chiếc áo rất là tuyệt vời nè. Giờ ngựa con gái nó muốn khoe cái đồng hồ đó mà. Thật ra mà nói là không phải là mình yêu thích gì hàng hiệu hay là cái gì đâu. Cái quan trọng là mặc đẹp, dễ thương, mình mặc hợp với lại vừa ý mình là ok. Chứ mình thì cũng không có giàu có gì để mà đi mua mấy cái hàng hiệu, hàng mắc tiền rồi xong rồi xài một lần rồi bỏ này. Ok. Người giàu sang nói chung cũng như người giàu có. Nói chung là mình thích thì mình mua để mình sử dụng thôi. Chứ mình không có giàu giống như những người có tiền khác. Nhưng mà nói chung là cái nào đẹp thì mình mua. Hiện giờ đây nè, mình có ba cái áo này dễ thương lắm nè. Đó, ba cái áo này dễ thương vô cùng luôn. Mình mua hai cái màu kem nè, với lại một cái màu đen. Đây hai cái màu kem và một cái màu đen. Nè, nhìn nó trang nhã không? Đây là cái áo bự hơn chút, rộng rãi chút. Size L, mình định tặng cho một cái người bạn, chị bạn của mình. Chỉ mặc size L, còn mình thì mình mặc size M nhỏ hơn. Rất là dễ thương luôn. Còn đây là màu đen huyền bí. Màu đen huyền bí này của mình thì thường mặc mấy cái này mình hay đi chung với cái mắt kính. Mình có cái mắt kính đẹp quá trời nè. Mắt kính đẹp lắm nha. Giá rất là cao nhưng mà mình mua được hàng giảm giá đó mà được 30% off cho nên rất là ok.
Ở Việt Nam thì cũng tội nghiệp quá, nhiều khi đại gia mua không có được giảm á mà. Còn bên này nghèo nghèo cũng vẫn mua được đó. Dễ thương không? Hàng vừa xá xị. Khá dễ thương đúng không? À, nói chung là cái mắt kính này á, mình thích ở chỗ nó hơn cái hàng là Ray-Ban là ở chỗ là cái phần đế này của nó nè, ngay cái chỗ phần mũi nè, nó đặt lại luôn thì nó rất là tốt, với lại cái phần gọng á, nó phải bự. Phần gọng nó bự á, thì nó sẽ không có bị vướng cái tóc của mình, còn cái phần gọng nhỏ nó sẽ bị vướng cái tóc, có ngay cái lỗ tai á, rất là khó chịu. Cho nên là cái style của mình cũng hãy đi theo hiện đại cũng nhiều, với lại nó có cái hiệu gì dễ thương. Cái quan trọng là như vậy, chứ nhiều khi mình đeo hàng hiệu mà mình đeo hàng hiệu nhưng mà nói chung là cái hiệu nó nhỏ quá, người ta nhìn không có được. Bởi vậy cho nên có nhiều người á, không biết sao họ họ là đại gia nhưng mà nhiều khi nhìn họ cũng không có, nhìn cũng không sang trọng gì, mà bây giờ họ có đeo hàng hiệu thì người ta cũng không biết họ đeo hàng hiệu gì đúng không, mà đôi khi có những người đeo vô người ta cũng tưởng là chắc hàng giả. Mình có cái áo này cũng đơn giản đây nè, rất là đơn giản luôn. Cái áo này giống như may theo kiểu của Thái Lan. Nói tới hàng Thái Lan thì mình rất là thích, mình rất thích hàng Thái Lan. Với lại mình rất thích những cái áo mà mặc mà nó che qua khỏi cái vòng nhạy cảm như vậy, phải không? Mình thì không có gì rất là good, nhưng mà mình thích những cái áo mà nó vừa che tới vòng nhạy cảm thì nó mới đẹp, phải không? Còn giống như ở bên này những người mà ta mập quá, những con xì mập á, người mập quá cái dòng nhạy cảm này bị múp, nó bị múp lên thì nó rất là kỳ. Thành ra là cho nên là mình mặc những cái áo như vậy thì nó che tới vừa tới phần nhạy cảm ngang vậy, nó ok hơn, để che được cái phần mông nữa thì nó good hơn. Với lại hàng Thái Lan á, thì vải ở bên Thái Lan rất là tốt nha. Cho nên là khi mà mua một cái áo hay bất cứ cái gì ở hàng Thái Lan hả, cái vải của nó rồi xài biết bao nhiêu lâu luôn mới hết. Mình thì mình thích những cái món đồ giống như vậy nè, đó sọc 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 nè, ngang ngang sọc sọc về, nhìn sọc xuống nhà nhìn cái chân nó dài ra, thấy không? Đó, nhìn cái chân nó dài ra rất là đã luôn. Cái này là cái quần của mình, để mình mặc với những cái áo màu đen như vậy nè, mình bỏ vô rồi mình đi phất phới vậy thấy dễ thương luôn. Còn đây là của con xì mập nhà mình. Quên nữa, con hàng khựa mập, con hàng mập nhà mình. Có hàng mập nha, nó mặc size bự vậy nè. Đó, mình đâu mặc vừa đâu. Nó thích cái màu này, màu đỏ và đỏ bọc đô này. À, nó không có đỏ lắm, nó cũng hơi hơi ngã sang màu nâu nâu một chút, nhưng mà cũng good, tại vì mặc cho cái chân nó dài ra nó lùn quá mà. Nó lùn hơn mình nữa, không ngờ là nó thế hệ sau của mình mà nó lùn hơn mình luôn. Thì là hết chỗ nói. Nhưng mà nói đi nói lại thì mình vẫn thích cái áo này. Cái áo này nó cũng mua cho mình nè. Cái áo này đơn giản, ăn trắng mặt trơn, rất là đơn giản luôn. Mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người biết về mình đã mua được một cái tấm lông như thế này, rất là mịn và đẹp luôn. Tại vì mình cũng có tay nghề chút đỉnh về cái phần may mặc đó mà, cho nên là mình sẽ tự may cho mình một cái áo hai da luôn. Có thể là mình sẽ may thêm cái da bên trong màu khác, hoặc màu hồng trơn, màu lông trơn cũng được nữa, để có gì mình lộn qua lộn lại thì mình sẽ có hai kiểu để mình mặc. Với lại bên này đa số những cái áo mà mặc á, mặt trời mùa đông á, thì nó sẽ không có, nó không có nhiều màu sắc đẹp, nó chỉ có những cái màu đen, màu xám, màu nâu thôi. Cho nên là mặc những cái màu đó gọi là màu đỏ nữa, trời ơi, mình không có thích lắm, cho nên là thôi kệ. Cái màu này thì nó màu hồng hồng, với lại nó có lông thú cái dạng giống như beo beo rằng rằng gì, nó cũng lạ. Với lại đi trời mùa đông thì nhìn nó cũng sáng sủa, nó cũng ấm cúng hơn nhiều. Thành thử ra mình sẽ may hai da, để khi mà mình mặc đúng một cái một thôi, mình mặc đồ bên trong mình mặc mỏng cũng được, và mình mặc đúng một cái mình nó thôi. Còn không mình sẽ, nếu như mà mình may đủ mình sẽ đo lại cẩn thận hơn ha. Nếu mình may đủ thì mình sẽ may cũng là nó luôn, mà hai da như vậy của nó luôn, thì mình sẽ may bên trong nó là cái kiểu khác, còn bên ngoài nó kiểu khác. Thì mình vẫn may túi bên này bên kia, và xong rồi cái mình sẽ lộn qua lộn lại để cho nó lạ đó mà. Ví dụ như mình đắp túi bên trong, mình làm cái màu hồng riêng,
thì nó sẽ lạ, còn cái túi bên ngoài nó sẽ là màu đen, ví dụ vậy. Cái mình lộn qua lộn lại, tao nói ủa sao nãy cái túi nó khác mà giờ cái túi nó khác, thì ghê mà nó rất là magic. Bởi vậy nhiều khi mình cũng thích học hỏi, biết được nhiều thứ, mình có thể làm đẹp cho mình, làm đẹp cho mọi người, nó hấp dẫn, thật là thích thú. Ngoài ra mình có mua thêm những cái màu như thế này nè, tại mình mới bán được cái ghế kia cho nên là mình sẽ quyết định mình mua, mình may tặng cho cái chị mua ghế, tặng cho chị Hồng Nguyên mua ghế. Cái này nè, bọc vô cái ghế đó rất là đẹp luôn, nhìn nó giống như sỏi đá, dễ thương. Nhớ tới cái phần sỏi đá, nhớ cái bài của Lâm Chí Khanh hát tình yêu sỏi đá. Tình yêu sỏi đá, hồi đó mình nghe bài đó mình không biết sỏi đá là cái gì, rồi sau này mình mới biết ồ cái đó là tình yêu sỏi đá, là trời ơi gì mà hát tình yêu sỏi đá chán ghê. Tại vì cái nốt nhạc á khổ ghê, và mấy nhạc sĩ sáng tác sáng kiểu gì mà những cái nốt hát ra không biết cái đó là cái chữ gì luôn đó. Ngoài ra mai thêm cái này cho Hà Nguyên nè, rồi mai cái này đỏ một đô nữa nè, tại vì cô ấy thích màu đỏ một đô bọc vô cái ghế nữa, mà nhìn nó nhung nhung mà nó thun bốn chiều, nó rất là dễ thương luôn. Để thì bảo vệ cái ghế nó có hai màu luôn, cái này rất là đẹp luôn, bao nhiêu nhìn nó rất là sang trọng. Ôi mình thích ghê luôn. Ngoài ra mình có thể sẵn thì mình làm cái áo dài luôn cũng được nữa đó, nó rủ rượi vậy nè, may cái áo rủ rượi mặc cũng đẹp lắm đó. Cái đó thấy chưa, chỉ ướm lên vậy thôi nè, làm cái đơn giản xong thắt vòng eo qua một cái là xong xuôi rồi, thấy không, rủ đẹp ghê không? Quá đẹp so với quy định luôn, chỉ cần vậy thôi, đơn giản, đâu có cần gì cầu kỳ qua lá hẹ đó, đẹp đơn giản vậy là được rồi. Xong làm đuôi cá đuôi kèo gì đó thì làm nó lết lết cho nó vui, tinh quá, tinh ghê luôn đó không. Đẹp quá trời luôn, cái vải đẹp lắm, cái vải bên ngoài rất là dễ thương luôn. Thank you mọi người watching.